Các chị gái ạ, à, hẳn các chị lo lắng nhiều cô gái trẻ sẽ ngang nhiên tranh đoạt hoặc quyến rũ người chồng xuất sắc của mình. Mách nhỏ các chị, hãy tới Paratime Studio để chụp những bức chân dung xuất sắc nhất của các chị, thần thái, đẹp đẽ, dạng người. Rồi sau đó, đặt hàng ông chủ Studio làm khung ảnh hai mặt như mẫu trên, đặt lên bàn làm việc của anh nhà. Đảm bảo đây là sản phẩm chấn trạch hiệu quả, vừa để anh nhà luôn nhớ đến mình, vừa để các cô gái khác nhìn hình đấy mà e dè rút lui từ manh nha ý định.